Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là buổi sáng và tôi vào để xem vườn khoan mũi đầu tiên của năm 2023 này. Thì đối với cái vườn này thì đóng chóp bơm khí vào chủ nhật chiều thứ bảy, chiều thứ tư, chiều tư tiến hành khoan, có nghĩa là sau 72 giờ tiến hành đóng chóp bơm khí và khoan cái mũi đầu tiên. Và ngày hôm nay, sáng ngày hôm nay là tiến hành thu hoạch mũ cao su, và chúng ta đi xem thử xem cái lượng mũ của cái mũi đầu tiên sẽ như thế nào, và cũng có thể chúng ta có thể một cái nhìn để so sánh với cái vườn mà khi chúng ta mở miệng cạo đầu tiên của năm. Và cũng xin giới thiệu mọi người luôn, cái vườn này là đã được cạo đục một năm, nó đã được cạo đục rồi, và năm nay tiến hành khoan là khoan nó năm thứ ba. Có nghĩa là nếu vườn này không tiến hành khoan mà tiến hành cạo như truyền thống bình thường thì tới hiện nay thì nó đã lên rất là cao và có thể gọi là thanh lý. Nhưng hiện nay cái vườn này là khoan năm thứ ba, lượng da còn rất là nhiều và khả năng sẽ thu hoạch còn rất là lâu. Và xin mời mọi người cùng xem cái thu hoạch mũ của cái mũi khoan đầu tiên, nhát khoan đầu tiên của năm 2023. Đây, nhiêu đây, một miếng. Như vậy nếu nếu so với truyền thống cạo thì cái dao đầu tiên thì không thể nào có một mũ như thế này. Đây, mũ đầu tiên đây, mình thấy đây đây là cạo, đã cạo đục đây. Nếu cái này không tiến hành khoan thì năm nay là đã thanh lý rồi. Được như đây, và cây này nó bự cho nên năm nay làm hai tô, tô trên tô dưới. Đây, đây cái phần này, phần dưới này gọi là cái phần da tái sinh. Da tái sinh thì năm nay đây mưa đầu tiên được như đây. Đây cây này, được như đây. Như vậy so với cạo truyền thống thì như đây vẫn là ngon, rất ngon, rất ngon hơn cạo truyền thống. Cạo truyền thống thì cái dao đầu tiên thì không thể nào có lượng mũ như thế này được. Đây, wow, gần đầy tô này. Như chúng ta nhìn lại cái cây này, đây là vết khoan của năm ngoái, đây của năm ngoái, đây là vết khoan của năm kia. Như vậy đây 1 năm, 2 năm, 3 năm, và năm nay giờ xuống lại đây. Đây chúng ta thấy đây, cây này cây bự, cây bự làm hai tổ. Wow, đầy tô, đầy tô, đầy tô. Phải tái sinh nữa là bao nhiêu? Wow, tái sinh này cũng được, nhưng cái này là do cái chóp nằm đây, đóng chỗ này xa quá, xa quá. Rồi, qua vườn này. Wow, cũng đầy tô. Dưới này. Wow, cũng được, trời, đóng chóp đây. Mà khoan, khoan bên này. Như vậy cái này là sai, sai kỹ thuật đây. Cái này cũng được như đây. Giới thiệu mọi người một số vậy thôi chứ không có thời gian mà đi hết cái vườn này đâu. Rồi, rồi mọi người cứ yên tâm, vườn này đã làm năm thứ ba và có những vườn người ta đã làm năm thứ sáu rồi. Như vườn này nếu mà không làm năm thứ ba, năm nay không làm mà 3 năm trước tiến hành cạo thì giờ là thanh lý rồi, cưa đây. Tới hiện nay giờ vẫn còn vô tư. Mọi người yên tâm, và mọi người có quan tâm đến cái phương pháp này, thay đổi tư duy, áp dụng khoa học vào sản xuất để làm sao tăng thu nhập, nó khỏe người khỏe công, thì mọi người cứ liên hệ với tôi sẽ tới tận vườn trao đổi, nói chuyện với bà con, nói chuyện với mọi người để chúng ta hiểu được một cái phương pháp mới để làm sao cho công việc của mình nó nhẹ nhàng, thu nhập của mình nó cao hơn. Rồi, xin chào mọi người.